Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học về sách Epheso. Hôm nay chúng ta đến câu thứ 13 của đoạn 4. Tôi xin phép được đọc ở đây. Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Kính thưa quý vị, sứ đồ Phaolô nói về điều mà Chúa ao ước mỗi đời sống của chúng ta. Khi Chúa trao phó cho chúng ta những ân tứ, những khả năng để chúng ta phục vụ hội thánh của Ngài. Thì trong câu 12 chúng ta đã học, sứ đồ Phaolô nói rằng để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về mục đích để chúng ta có thể hiểu rõ hơn rằng cái sự trọn vẹn của công việc và gây dựng thân thể Đấng Christ mà sứ đồ Phaolô đã nói trong câu thứ 12 là như thế nào. Thì trong câu thứ 13 này, sứ đồ Phaolô nói điều gì? Để chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói đầu tiên ở đây. Đó là hiệp một trong đức tin. Từ ngữ đức tin ở đây, sứ đồ Phaolô muốn nói đến một niềm tin phổ quát của Cơ Đốc giáo. Sự hiệp một trong đức tin là kết quả của việc mỗi người đều nhận biết ân tứ của mình và phát huy hay là sử dụng ân tứ đó trong hội thánh của Chúa để đem lại sự gây dựng, khích lệ, nâng đỡ lẫn nhau giữa những tín hữu. Sự hiệp một này đến bởi việc tất cả chúng ta đều được xây trên cùng một nền tảng đức tin, đó là cứu Chúa Jesus Christ. Đây là một sự nhắc nhở cho tất cả chúng ta, không chỉ cho hội thánh Epheso ngày xưa, nhưng cho chúng ta ngày hôm nay về những ân tứ mà mình đang nhận lãnh từ nơi Chúa và cách chúng ta đang sử dụng những ân tứ đó có đem lại sự hiệp một trong đức tin hay không. Vì có nhiều người cũng có ân tứ nhưng lại không sử dụng để đem lại sự hiệp một trong đức tin. Và điển hình cho một chúng ta ở trong Kinh Thánh đó là hội thánh Chúa ở tại Côrintô, một hội thánh với nhiều ân tứ, với nhiều người được Chúa ban cho những khả năng khác nhau, nhưng họ không dùng đó để đem lại sự hiệp một trong đức tin. Nhưng hội thánh đó là một hội thánh của sự chia rẽ, sự phân hóa, và hội thánh đó trở nên yếu, không thể ảnh hưởng trên hội thánh Chúa ở tại Côrintô được. Cho nên sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Chúa ở tại Epheso, mục đích quan trọng nhất mà Chúa ban cho chúng ta những ân tứ, những khả năng để phục vụ Ngài là để chúng ta hiệp một ở trong đức tin. Và điều thứ hai ở đây, sứ đồ Phaolô nói đến là biết con Đức Chúa Trời. Khi ông nói rằng cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Chúng ta thường suy nghĩ rằng từ hiểu biết ở đây có ý nghĩa như thế nào. Đó không phải là một tri thức về Chúa, nhưng là một sự sâu nhiệm ở trong Ngài. Nói đến một kinh nghiệm đầy trọn, có nghĩa rằng người đó hiểu biết đầy đủ và chính xác về Chúa, không chỉ là một tri thức về Đức Chúa Trời. Cho nên, sự hiểu biết này là kết quả của việc sử dụng đúng mục đích những ân tứ Chúa ban cho mình. Đây là một quá trình phát triển liên tục cho đến khi chúng ta gặp Chúa ở trong thiên đàng. Nhiều học giả Kinh Thánh nói rằng sự hiểu biết đầy trọn, giống như sứ đồ Phaolô nói ở đây, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, thì cái sự hiểu biết này sẽ đầy trọn trong ngày chúng ta được gặp mặt Chúa. Nhưng nó không phải chỉ đến ngày đó chúng ta mới có thể hiểu biết Ngài, nhưng ngay từ bây giờ, trong cách chúng ta ý thức mình nhận ân tứ từ nơi Chúa và sử dụng ân tứ đó để chúng ta hiểu lý do tại sao Ngài lại ban cho con điều này, và chúng ta phục vụ Chúa một cách hết lòng để hiểu Ngài ngay trong hiện tại. Kính thưa quý vị, xuất phát từ mối liên hệ với Chúa hàng ngày bằng sự cầu nguyện, đọc lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá được những đặc ân Chúa dành cho chúng ta. Và khi chúng ta sử dụng những đặc ân đó một cách đúng mục đích, thì Chúa sẽ ban thêm những đặc ân khác cho chúng ta nữa. Và chúng ta lại nói rằng, ô, cảm ơn Chúa, Chúa ban thêm cho con với mục đích gì đây? Và chúng ta hiểu rằng, à, khi Chúa ban cho mình những điều mới mẻ hơn, những đặc ân mới hơn để mình dùng trong những việc này, việc kia. Và như vậy,
chúng ta lại thêm lên ở trong sự hiểu biết Chúa. Cho nên ý nghĩa của từ trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời ở đây là như vậy. Là một cái sự hiểu biết sâu xa hay là sâu nhiệm ở trong Ngài. Và hiểu biết đầy đủ và chính xác về Ngài, cũng như sử dụng đúng mục đích những ân tứ Chúa ban cho mình. Điều thứ ba mà sứ đồ Phao-lô nói trong câu kinh thánh này, đó là điều chúng ta thấy mà nên bậc thành nhân được tầm thước phóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Đó rằng khi chúng ta sử dụng ân tứ, sử dụng những khả năng theo đúng mục đích Chúa ban cho, chúng ta sẽ đạt đến sự trưởng thành thuộc linh. Trong bản kinh thánh hiện đại, dịch phần B của câu 13 này như sau: và mỗi người đều đạt đến bậc trưởng thành trong Chúa, và có Chúa cứu thế đầy dẫy ở trong tâm hồn. Đó là một điều mà chúng ta ao ước, phải không quý vị? Đây là kết quả mà chúng ta ao ước, nhưng đó cũng là kết quả tất yếu của việc một người ý thức được mình nhận từ nơi Chúa những đặc ân nào và sử dụng nó để đem lại sự hiệp một trong đức tin, hiểu biết con Đức Chúa Trời một cách đầy trọn. Người đó sẽ trưởng thành và có Chúa cứu thế đầy dẫy ở trong tâm hồn, một đời sống trưởng thành. Và đó là điều mà Chúa mong ước, phải không quý vị? Tại vì cớ khi Chúa trao phó cho chúng ta những đặc ân, nếu chúng ta sử dụng không đúng mục đích, chúng ta sẽ đem đến không phải kết quả cho hội thánh, nhưng đem đến hậu quả cho hội thánh. Và đó là cái hình ảnh mà chúng ta đã thấy nơi hội thánh Chúa ở tại Cô-rinh-tô. Khi sứ đồ Phao-lô nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 5 về họ như thế này: vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết. Nhưng đây lại là một hội thánh không trọn vẹn trong công việc mà Chúa trao phó cho họ, và họ không gây dựng được thân thể Đấng Christ như điều Ngài mong muốn. Quý vị thân mến, tôi và quý vị, chúng ta có ý thức được rằng mình đang nhận điều gì từ nơi Chúa không? Và chúng ta đang sử dụng đó như thế nào? Có đem lại sự hiệp một trong đức tin? Có đem lại sự hiểu biết con Đức Chúa Trời càng thêm hơn trong cuộc đời chúng ta? Có đem lại sự trưởng thành hơn cho chúng ta không? Nếu chúng ta đang sử dụng sai, xin Chúa nhắc nhở tôi và quý vị qua câu kinh thánh này, để chúng ta ăn năn với Chúa, để chúng ta thay đổi, để Chúa dùng cuộc đời của chúng ta ngày càng một kết quả hơn cho Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài dạy chúng con về điều mục đích mà Ngài ban cho chúng con những đặc ân, những ân tứ để sử dụng ở trong đời sống theo Chúa và ở giữa hội thánh của Ngài. Cha ơi, nhiều khi chúng con không sử dụng nó để đem lại sự hiệp một, chúng con không trưởng thành hơn, không hiểu biết Ngài hơn khi chúng con sử dụng ân tứ của Ngài ban cho. Và điều đó đã đem lại hậu quả nhiều mối quan hệ bị đổ vỡ, nhiều người không được gây dựng. Và đó là hình ảnh của Cô-rinh-tô. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con qua bài học ngày hôm nay để nhắc nhở chúng con hiểu biết đúng mục đích mà Ngài ban đặc ân cho chúng con và sử dụng điều đó ích lợi cho hội thánh của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con những yếu đuối nào, những điều nào chúng con đang sử dụng sai. Xin Chúa nhắc nhở để chúng con thay đổi, để đem lại ích lợi cho hội thánh của Chúa trong thời đại ngày hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.